mình dễ kiểm tra ha. Nhiều lúc nó tự động khóa rồi tự động nó bật wifi lên là chết luôn nha các bạn. Sau khi nó xóa xong thì nó vẫn còn cái nền Apple thôi, không có sao đâu các bạn. Các bạn kích hoạt vô trong cái đó, nó nhớ lại file cookie gì đó thôi. Cứ tự tin mà xóa thôi các bạn. Khi các bạn xóa kích hoạt máy á, alo, xin chào các bạn. Hôm nay có anh khách nhờ mình đó là xem dùm cái máy này các bạn, iPhone 14 Pro Max ha. Anh nói mỗi lần vô Apple Store tải á, là lúc thì nó hỏi tài khoản này, lúc thì nó hỏi tài khoản kia, xài khá là bực mình ha. Nói chung người ta cũng chưa có rành lắm các bạn. Thì anh nhờ mình đó là giữ cái nào cần thiết lại, còn nhiêu là xóa hết cái máy luôn đi, tạo tài khoản mới cho ảnh ha. Để mình vô cài đặt mình xem thử tài khoản gì đây. Đó các bạn thấy không, 2-3 tài khoản linh tinh nè. Thì nói chung là người ta xài không có rành á, thì lúc thì nhờ người này tạo, lúc thì nhờ người kia tạo á, bây giờ chung quy một mối luôn nha các bạn. Để mình đăng xuất iCloud thử coi có được hay không. Cái máy này nó đã bật tìm iPhone lên rồi. Nếu mà các bạn đăng xuất thì phải nhập đúng mật khẩu của nó nha. Thì nếu các bạn quên mật khẩu á thì mình nhập 1-2 lần thôi, đừng có cố gắng mà đổi linh tinh nha các bạn. Nó khóa cái chức năng lại là mình không có xóa khỏi cái máy này được nha. Giờ mình làm hiện tại thì hầu như là mình không còn máy tính nha các bạn. Để mình xem thử bật tắt Game Center được hay không. Các bạn vô iCloud nè, Game Center. Các bạn tắt rồi bật lại giúp mình. Nếu mà nó không hỏi mật khẩu iCloud á là mình xóa cái tài khoản này 100% được nha các bạn. Nói chung là mình xóa trắng cái máy luôn á, như mới mua ha. Thì cái cách làm như thế nào á, đầu tiên nếu cái máy các bạn chưa có đổi mật, chưa có đặt cái mật khẩu màn hình á, thì đặt cái mật khẩu màn hình cho mình trước nha. Đặt 6 số 9 nè. Các bạn bấm số 9 liên tục, cứ cài mật khẩu bình thường thôi. Nếu nó hỏi nhập cái mật khẩu của ID Apple á, thì các bạn không nhớ lấy gì nhập, bấm chuột hủy cho mình. What? Xem lại nó đã cài mật khẩu thành công chưa. Nó cài đã thành công rồi á, tiếp tục mình đi mình lấy cái code nha các bạn. Giống như mình lấy OTP để mình xóa ha. Hiện tại nó có cái cách xóa mới nha. Các bạn vô Safari nè, vô cái đường link này giúp mình. Các bạn bấm chính xác giúp mình như trên màn hình nha. Rồi bấm Enter. Nó đưa các bạn đến một cái trang. Lúc này thì mình tải cho nó cái phím tắt trước nè. Download shortcut nè các bạn. Các bạn tải phím tắt về. Amazing! Khi tải phím tắt được rồi á, mình trở lại cái trang lúc nãy. Bắt đầu đăng nhập cái tài khoản của mình vô ha. Các bạn bấm vô đăng nhập nha. Các bạn nhớ là phải đặt mật khẩu màn hình trước cho mình nha. Máy nào chưa đặt thì mình đặt. Rồi bấm vô đăng nhập ID Apple nè. Nó hỏi là phải đăng nhập bằng cái mật khẩu mình mới cài mới được nha các bạn. Các bạn thấy nó ghê không? Còn nếu mà nó hỏi đăng nhập bằng cái mật khẩu của tài khoản iCloud là không có được nha. Rồi các bạn đăng nhập vô đợi một lát. Nó hiện màn hình trắng á thì mình chia sẻ. Bấm chia sẻ qua cái phím tắt lúc nãy nè các bạn. Các bạn bấm vô. Bấm luôn cho phép nè. Đừng có bấm nhanh quá ha. Rồi đợi một lát, tiếp tục cho phép nó. Là nó hiện trên màn hình á là một cái dãy code nha các bạn. Code 4 số hay 6 số gì kệ đó, các bạn đừng có quan tâm. Rồi nếu các bạn không có máy tính á thì gửi cái mã code đó cho mình. Mình xóa online qua cho các bạn nha. Rồi nếu có máy tính á thì các bạn ghim vô máy tính, các bạn mở tool các bạn xóa thôi. Tiếp tục trở lại cái tool này. Tool này hiện tại cập nhật mới lên rồi các bạn. Xóa bằng cái cách này nha, không có xóa bằng cách cũ được nữa nha các bạn. Sau khi mà mở lên á, các bạn nhớ cho mình cái khúc này nè, quan trọng lắm nha các bạn. Thì các bạn nhập cái dãy code trên lúc nãy mà mình lấy được trước nè. Rồi nhớ là phải tắt wifi trước nha các bạn. Nói chung là ngắt kết nối internet 100% nha. Các bạn kéo xuống các bạn tắt. Thì mình thường tắt trong cái phần cài đặt. Mình tắt cái wifi. Rồi mình để cái màn hình đó luôn. Bluetooth, sim rồi các bạn tốt nhất là tắt hết đi. Lấy sim ra hết ha. Rồi để cái màn hình này. Rồi các bạn bấm trên cái tool nó báo cái chữ là off nè, các bạn bấm vô. Nó cảnh báo là phải tắt mạng, tắt internet hết. Các bạn bấm ok. Rồi đợi cho nó gỡ cái tài khoản của mình. Cái này là mình xóa tài khoản luôn nha các bạn, gỡ bỏ luôn ha, chứ không phải ẩn hoặc là bypass nha. Các bạn nhớ nha, xóa 100% á. Rồi nó báo nè các bạn, đã xóa thành công nè. Phía dưới 14 Pro Max nè. Successful ha. Khi xóa thành công á, các bạn copy cái số email, mình đi kiểm tra lại cái tìm iPhone đó, coi thử nó tắt chưa. Nhớ là kiểm tra chắc chắn 100% rồi mình mới xóa máy nha các bạn.
Cái này là nó ốp nè, một số tool thì nó kiểm tra miễn phí thôi. Các bạn tốt nhất là kiểm tra 2-3 trang web hoặc là kiểm tra có phí giúp mình nha. Sau khi mà kiểm tra nó xóa thành công xong á, các bạn bấm xóa trên cái bell tool nè, xóa máy luôn. Nhớ cho mình nha, phải tắt kết nối luôn ha. Lúc mà nó báo xóa thành công á, các bạn kiểm tra kỹ lại rồi xóa cái máy thôi. Các bạn làm thì nên để cái khóa màn hình đó, chọn no là cái điện thoại mình nó sáng hoài luôn, mình dễ kiểm tra ha. Nhiều lúc nó tự động khóa rồi tự động nó bật wifi lên là chết luôn nha các bạn. Sau khi nó xóa xong thì nó vẫn còn cái nền Adobe thôi, không có sao đâu các bạn. Các bạn kích hoạt vô trong cái đó, nó nhớ lại file cookie gì đó thôi, cứ tự tin mà xóa thôi các bạn. Khi các bạn kích hoạt máy á, nhiều lúc nó hơi lâu thì mình mở cái bell tool á, mình kích hoạt trên bell tool cũng được nha các bạn. Các bạn kích hoạt hơi lâu thì bấm trở ra trở vô là được thôi. Ok rồi các bạn, máy đã kích hoạt thành công à. Nhưng máy mới thôi, là máy trắng đó nha. Các bạn để ý cho mình khúc này á, khi kích hoạt thành công á, chưa có tài khoản á, thì lúc mà kích hoạt á, nên tạo tài khoản ở màn hình Hello luôn nha. Đó lúc này nè, các bạn chưa có tài khoản thì bấm vô tạo mới. Mời đẹp. Tạo lúc này là ok, là 100% thành công nha các bạn. Còn nếu mà các bạn có tài khoản rồi thì mình bỏ qua thôi. Bấm nét vô trong màn hình. Đây là mình có rồi ha, mình tạo sẵn cho ảnh rồi. Mình bỏ qua, rồi kích hoạt vô trong màn hình. Nhập Adobe mình dùng thôi. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.